Buổi sáng là thời điểm vàng để nuôi dưỡng gan. Nếu biết ăn 5 món này, gan cực kỳ khỏe, kéo dài tuổi thọ. Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi video. Thưa quý cô bác, có thể nói gan là cơ quan quan trọng nhất trên cơ thể của con người. Để bảo vệ gan, việc cần thiết nhất đó là thay đổi chế độ ăn uống. Người Trung Quốc có câu, kế hoạch của một ngày nằm ở buổi sáng. Đúng vậy, buổi sáng là thời điểm bắt đầu một ngày mới. Lúc này cơ thể rất cần được nuôi dưỡng bằng nguồn thực phẩm lành mạnh. Do đó, bữa sáng có tác động lớn đến sức khỏe, đặc biệt là gan. Bạn nên đều đặn ăn sáng bằng 5 món để gan khỏe mạnh, phòng tránh nhiễm mỡ và sống thọ hơn. Buổi sáng là thời điểm vàng để nuôi dưỡng gan. Nếu biết ăn 5 món này, gan cực kỳ khỏe, kéo dài tuổi thọ. 1. Trứng gà. Trứng là một thực phẩm rất bổ dưỡng đối với sức khỏe của gan. Trứng rất giàu protein, axit amin và khoáng chất. Tất cả đều giúp gan khỏe mạnh. Hơn nữa, trứng gà còn chứa tất cả 9 axit amin thiết yếu cùng với các hợp chất khác. Chúng giúp duy trì tính toàn vẹn của màng tế bào cơ thể và do đó cải thiện mô gan. Trứng cũng được biết đến là nguồn cung cấp choline chất lượng cao. Chất dinh dưỡng này có lợi trong việc tăng cường sức khỏe não và gan. Người thường xuyên ăn trứng có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn so với người bình thường vì được cân bằng hàm lượng cholesterol LDL trong cơ thể và cải thiện độ nhạy insulin. 2. Táo đỏ. Táo đỏ là thực phẩm chăm sóc sức khỏe thông dụng trong cuộc sống. Không chỉ có tác dụng dưỡng huyết, ích khí mà còn chứa rất nhiều khoáng chất, vitamin cần thiết cho gan. Ăn táo đỏ có tác dụng bồi bổ gan và giải độc gan và phòng ngừa gan nhiễm mỡ. 3. Các loại hạt. Các loại hạt chứa chất béo không bão hòa lành mạnh, vitamin E và rất giàu chất dinh dưỡng thực vật. Chúng bảo vệ gan để chống lại chứng viêm và stress oxy hóa. Chỉ cần ăn một ít mỗi sáng cũng đủ để cảm thấy no, đồng thời bảo vệ cơ thể, chống lại bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu NAFLD. 4. Tỏi. Rất ít người biết được rằng thói quen ăn một tép tỏi sống vào buổi sáng, nhất là khi bụng rỗng, cũng sẽ đem lại những lợi ích tuyệt vời. Buổi sáng là thời điểm vàng để ăn tỏi, bởi tỏi sẽ phát huy tác dụng tốt nhất khi bụng còn đói. Các đặc tính của tỏi sẽ tác động đến các vi khuẩn tốt bên trong cơ thể, kích thích hoạt động của chúng. Một nghiên cứu nhỏ năm 2016 cho thấy, việc bổ sung chế độ ăn với tỏi có thể giảm trọng lượng cơ thể và lượng mỡ ở những người bị bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu NAFLD. Tỏi có tác dụng giảm cân tốt. Trong khi đó, giảm cân có lợi cho nhiều người vì thừa cân hoặc béo phì là một yếu tố góp phần gây ra NAFLD. 5. Bưởi. Bưởi có chứa hai chất chống oxy hóa chính, naringin và naringenin. Những chất này có thể giúp bảo vệ gan khỏi bị tổn thương bằng cách giảm viêm và bảo vệ các tế bào gan. Một nghiên cứu năm 2019 gợi ý rằng naringin có thể bảo vệ chống lại nhiễm mỡ gan do rượu bằng cách giảm stress oxy hóa. Tuy nhiên, một số loại thuốc hỗ trợ chuyển hóa trong gan có thể tương tác với bưởi. Vì vậy, mọi người nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi thêm bưởi hoặc nước ép bưởi vào chế độ ăn của mình. Dấu hiệu bệnh gan. Những dấu hiệu bệnh gan thường không rõ rệt trong giai đoạn sớm hoặc không phải là triệu chứng đặc hiệu của bệnh gan vì quá giống với các bệnh lý thông thường khác nên dễ khiến người bệnh chủ quan, dễ bỏ qua. Do đó, ngay khi có các dấu hiệu bất thường ban đầu, người bệnh nên đến gặp bác sĩ để được khám và có biện pháp khắc phục. Đồng thời, ý thức về việc khám sức khỏe định kỳ cũng giúp phát hiện bệnh khi chưa có triệu chứng rõ rệt. 1. Đau bụng. Đau bụng, đặc biệt là đau hạ sườn phải, thường được biết đến là triệu chứng các bệnh về gan. Chức năng gan trở nên kém đi, khiến khả năng tiết mật cũng bị hạn chế. Mật quá ít, khả năng tiêu hóa giảm sẽ khiến người bệnh có cảm giác đau nhẹ.
Khi bệnh gan diễn tiến nặng hơn, tình trạng xơ hóa nghiêm trọng hoặc có khối u hình thành ở gan cũng có thể gây ra triệu chứng đau nhiều. Chức năng gan suy yếu, việc hỗ trợ tiêu hóa trở nên kém hiệu quả. Nếu người bệnh ăn các thức ăn cứng, nhai không kỹ, nhiều dầu mỡ sẽ khiến gan hoạt động vất vả hơn, gây ra các cơn đau âm ỉ. Nếu các cơn đau thường xuyên xuất hiện và kéo dài, tốt nhất người bệnh nên đến các cơ sở y tế để thăm khám và tìm ra nguyên nhân, vì ngoài là dấu hiệu bệnh gan, đau bụng còn có thể là biểu hiện của đau ruột thừa, sỏi mật, viêm túi mật, sỏi thận. 2. Chán ăn, khó tiêu, dễ buồn nôn. Gan là cơ quan quan trọng của hệ tiêu hóa. Mỗi ngày, gan sản xuất khoảng 1 lít dịch mật và dự trữ trong túi mật. Trong quá trình tiêu hóa, mật sẽ được tiết vào ruột để tiêu hóa thức ăn. Phần thức ăn sau khi tiêu hóa xong sẽ được gan chuyển hóa một lần nữa trước khi đi nuôi dưỡng cơ thể. Khi gan yếu đi, hoạt động tiêu hóa sẽ không được đảm bảo, từ đó dẫn đến chứng khó tiêu, đầy bụng khiến người bệnh chán ăn, buồn nôn. Một số người còn xuất hiện tình trạng tiêu chảy. Do đó, những dấu hiệu này có thể được xem là biểu hiện suy gan cần lưu ý. Ngoài ra, đầy bụng khó tiêu còn có thể đến từ thói quen ăn uống không lành mạnh, ăn nhiều món chiên xào, thức ăn nhiều dầu mỡ, uống nước có ga, buồn nôn, ói mửa có thể do bệnh của dạ dày. Việc nắm rõ nguyên nhân gây nên các triệu chứng sẽ giúp việc khắc phục bệnh hiệu quả hơn. Do đó, đến gặp chuyên gia ngay khi có những dấu hiệu ban đầu là việc làm hết sức cần thiết. 3. Cơ thể thường xuyên mệt mỏi. Mệt mỏi uể oải có thể là một trong các triệu chứng bệnh về gan. Lý do được các chuyên gia đưa ra là do gan suy yếu khả năng lọc, chuyển hóa các chất độc hại kém đi, từ đó khiến cơ thể dễ mệt mỏi. Người bệnh thường cảm thấy thiếu năng lượng, hoạt động kém. Hầu hết, người bệnh không tự phân biệt được tình trạng mệt mỏi thông thường với triệu chứng mệt mỏi do gan suy yếu. Các chuyên gia ở Anh đã phát triển phương pháp Fatigue Impact Scale nhằm đo lường các tác động của bệnh gan đến sự mệt mỏi về thể chất và tinh thần của người bệnh. Từ đó, đưa ra các đánh giá về khả năng hồi phục trong quá trình khắc phục bệnh gan. Để đối phó với chứng mệt mỏi do bệnh gan gây ra, người bệnh được khuyên nên giảm các áp lực công việc, lên kế hoạch nghỉ ngơi, thư giãn và sống tích cực. Nếu các triệu chứng mệt mỏi không thuyên giảm, người bệnh cần đến gặp bác sĩ. 4. Nước tiểu sẫm màu. Người bị viêm gan do virus, xơ gan, viêm gan nhiễm mỡ do rượu bia, nước tiểu thường có màu vàng sẫm. Trường hợp nặng, có thể có màu nâu đen. Tuy nhiên, ngoài là dấu hiệu bệnh gan, nước tiểu sẫm màu còn có thể do nguyên nhân khác gây ra như viêm nhiễm đường tiết niệu, thiếu máu, tắc nghẽn ống mật. Một số trường hợp thông thường do dùng thuốc, thực phẩm hàng ngày, cơ thể thiếu nước cũng dẫn đến nước tiểu có màu vàng. Người bệnh nên đến bác sĩ kiểm tra nếu tình trạng này vẫn kéo dài dù cơ thể đã được bù đủ lượng nước, thay đổi nguồn thực phẩm và không sử dụng thuốc. Cần đến ngay cơ sở y tế khi phát hiện nước tiểu sẫm màu kèm theo các dấu hiệu sốt, vàng da, tiêu chảy, ngứa da, đau bụng, đau cơ, kém ăn, buồn nôn, nước tiểu kèm theo máu. 5. Vàng da. Vàng da là dấu hiệu bệnh gan được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, dấu hiệu này thường không xuất hiện ngay từ đầu mà đến khi bệnh chuyển biến đến giai đoạn nặng mới trở nên rõ rệt. Triệu chứng vàng da thường xuất hiện ở các bệnh lý gan như viêm gan do virus, xơ gan. Khi vàng da kèm theo vàng kết mạc, lòng trắng mắt, người bệnh nên nghĩ đến nguy cơ ung thư gan. Ngoài trường hợp vàng da sinh lý do tăng bilirubin gián tiếp thường gặp ở trẻ sơ sinh, hầu hết các trường hợp vàng da bệnh lý ở người lớn đều có liên quan đến những bất thường về gan, mật và thường đã tiến triển nặng. Do đó, nếu phát hiện cơ thể có dấu hiệu vàng da, ngứa da, sưng phù, đi phân bạc màu,
người bệnh nên đến cơ sở y tế lớn để làm các xét nghiệm máu về sắc tố mật, men gan và các kỹ thuật lâm sàng để xác định nguyên nhân. 6. Ngứa da. Gan làm nhiệm vụ đào thải độc tố khi chức năng gan suy yếu. Khả năng đào thải kèm theo chế độ ăn uống, sinh hoạt không hợp lý lâu ngày dẫn đến tích tụ độc tố gây ngứa da. Do đó, ngứa da có thể xem là một trong những triệu chứng bệnh gan. Ngứa da do bệnh gan có thể xuất hiện trên các vùng da khác nhau nhưng sẽ ngứa dữ dội ở gan bàn tay và bàn chân. Khi thời tiết nóng, ngứa da do bệnh gan có thể kèm theo nổi mề đay, sần hoặc lan đỏ trên diện rộng. Vào ban đêm, tình trạng ngứa có thể dữ dội hơn ban ngày. Thường các dấu hiệu ngứa do bệnh lý gan sẽ không giảm dù có dùng các thuốc kháng dị ứng. Một số trường hợp ngứa da có thể do dị ứng, bệnh ngoài da, viêm da, côn trùng cắn, tiếp xúc hóa chất. Người bệnh có thể đến chuyên khoa da liễu thăm khám trước để loại trừ. Để xác định ngứa da có phải là dấu hiệu bệnh gan hay không, thường phải thông qua việc chẩn đoán các triệu chứng lâm sàng cũng như tiền sử bệnh, đồng thời làm một số xét nghiệm về chỉ số chức năng gan, kiểm tra nồng độ bilirubin muối mật. 3 thói quen bào mòn lá gan từng ngày cứ kéo dài chẳng mấy mà ung thư gan. 1. Uống nước ngọt có ga dễ tổn thương gan. Việc sử dụng thường xuyên nước ngọt có ga sẽ gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe, đặc biệt đối với người bị men gan cao, dễ gây tổn thương gan. Nước ngọt có ga là loại nước giải khát được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, việc sử dụng thường xuyên loại đồ uống này sẽ gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe, đặc biệt đối với người bị men gan cao. Đồ uống có ga khiến gan phải làm việc vất vả hơn khi đang bị bệnh, khiến tình trạng tăng men gan càng nặng hơn. Đây là những loại đồ uống có thể chứa nhiều chất kích thích, có thể chứa ethanol gây ra hủy hoại các tế bào gan khiến cho lượng men gan tăng cao. Đối với những bệnh nhân mắc các bệnh về gan, nếu thường xuyên sử dụng đồ uống này có thể gây ra béo phì và đẩy nhanh quá trình ung thư gan. 2. Ăn mặn hại gan. Muối từ lâu đã là gia vị không thể thiếu trong các món ăn hàng ngày, đồng thời muối rất cần cho cơ thể. Tuy nhiên, muối khi được sử dụng quá nhiều lại gây ra những tác hại không phải ai cũng biết, đặc biệt là với người gan yếu mắc các bệnh lý về gan. Thói quen ăn mặn quá 10-15 gram muối một ngày với người lớn và 3-5 gram muối một ngày với trẻ nhỏ có hại cho gan vì lượng muối vào cơ thể quá nhiều sẽ cản trở việc đào thải các chất cặn bã dư thừa ra ngoài. Về lâu dài sẽ làm giảm khả năng hoạt động của gan. Ngoài ra, những người có bệnh gan có thể dẫn tới phù nề do bị giữ nước và tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu thông qua hệ thống mạch máu. Do đó, cần hạn chế muối trong chế độ ăn uống và thậm chí cả từ các loại thực phẩm tự nhiên có hàm lượng muối cao để giảm phù nề và giảm nguy cơ về tim mạch. Đặc biệt, ở bệnh nhân xơ gan đã bị phù nề thì việc giảm lượng muối là cực kỳ cần thiết. Nếu trong giai đoạn này mà người bệnh vẫn ăn mặn thì nguy cơ biến chứng xảy ra là rất cao và gây tử vong ở người bệnh. 3. Ăn nhiều thực phẩm giàu chất béo không tốt cho gan. Chất béo trong chế độ ăn uống có trong thực phẩm có nguồn gốc động vật và thực vật. Chất béo rất cần thiết trong chế độ ăn uống bởi chúng hỗ trợ quá trình tiêu hóa, thúc đẩy cơ thể hấp thu protein cũng như carbohydrate và là nguồn năng lượng dự trữ của cơ thể. Tuy nhiên, một số loại thực phẩm chứa chất béo xấu nếu ăn thường xuyên sẽ gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe, trong đó có gan. Hai loại chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa đã được chứng minh là có khả năng gây hại cho sức khỏe. Hầu hết chất béo bão hòa có trong các loại thịt và các sản phẩm từ sữa. Trong chế độ ăn hàng ngày nên hạn chế sử dụng chất béo bão hòa. Khối lượng tiêu thụ nhóm thực phẩm chứa chất béo bão hòa gia tăng có thể làm tăng nồng độ cholesterol trong máu, đặc biệt là cholesterol xấu, LDL.
qua đó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim mạch, béo phì, không tốt cho gan. Chất béo bão hòa thường có trong các loại thực phẩm như thịt bò, thịt lợn, thịt cừu, thịt gà sẫm màu, các loại thịt chế biến sẵn, thịt nguội, thịt đóng hộp, xúc xích. Tốt nhất để giảm lượng chất béo bão hòa là hạn chế các loại thịt kể trên hoặc giới hạn số lượng thịt đỏ trong khẩu phần ăn hàng ngày, đặc biệt là đối với những người có cholesterol máu cao. Đối với các chất béo chuyển hóa, còn được gọi là chất béo trans fat, viết tắt tên của các axit béo trans. Đây là loại chất béo đặc biệt có hại cho cơ thể, được khuyến cáo không nên sử dụng, kể cả với hàm lượng nhỏ. Loại chất béo này xuất phát từ các loại dầu thực vật và bị hydro hóa trong quá trình chế biến thức ăn, đặc biệt là các món chiên xào, khoai tây chiên, bánh rán, thức ăn nhanh, các loại bơ thực vật, bánh quy và bánh ngọt nướng, đồ ăn nhẹ được chế biến sẵn. Chất béo chuyển hóa được xem là có hại nhất cho cơ thể, vì chế độ ăn giàu chất béo chuyển hóa này khiến dễ tăng cân, không tốt cho gan. Ngoài ra, làm giảm lượng cholesterol tốt HDL, đồng thời gia tăng lượng cholesterol xấu LDL và triglycerides, dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Đối với người có bệnh lý liên quan đến gan thì việc ăn nhiều thực phẩm chứa chất béo có hại hơn. Vì khi gan đã bị tổn thương hoặc suy giảm chức năng gan thì sẽ gây khó khăn cho việc tiêu thụ hết các chất và thanh lọc được các chất độc hại gây bệnh cho cơ thể. Quý cô bác thân mến, hãy bảo vệ gan khi chúng còn khỏe mạnh bằng cách vào mỗi bữa sáng ăn 5 thực phẩm mà chương trình đã nêu ở trên nhé. Ban biên tập chương trình xin khép lại video tại đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý cô bác trong các chương trình tiếp theo.